Hi everyone, nay cô hướng dẫn cho các bạn làm cái phần nghe của flyer 1, test 1, bài kiểm tra số 1. Các bạn mở sách trang số 4, phần nghe đầu tiên là part 1. Trước khi nghe thì các bạn nhớ dịch ra bài ra nha. Test 1, bài kiểm tra 1, listening môn nghe, part 1, phần 1, 5 questions, 5 câu hỏi. Listen and draw lines, nghe và vẽ đường kẻ. There is one example, có một ví dụ. Đó, các bạn nhìn ví dụ, nhưng mà trước tiên các bạn phải đọc được cái tên này. Vicky, Vicky, Tom, Tom, Richard, Richard, Katie, Katie, Claire, Claire, Paul, Paul, David, David. Rồi, những cái tên này tương ứng với lại các cái người, những người ở bên trong hình này. Thì các bạn phải nghe tên và các bạn nghe một cái hoạt động, một cái đồ vật kế bên để các bạn xác định ồ trong máy họ đang nói về ai. Ok, cô bấm máy cho các bạn nghe nhé. Thì các bạn nghe tên và nghe hoạt động, các bạn nối vô. Ví dụ cô nghe một cái tên là Vicky. Đó, cái câu nghe này này các bạn chú ý nghe cô ví dụ nha, Vicky. Và các bạn nghe có chữ dog, dog, con chó ha. Thì đó là cái ký hiệu của một cái người này. Thì các bạn nối vô cái người này chứ đừng nối vô con chó nha. Đây là tên của người, nên các bạn chỉ nối tên người thôi nha, nối vào người thôi. À, ví dụ ông này đang sửa xe, rửa xe đi, nghe được car, car thì các bạn nối vào thôi. Đó, nghe cái tên là nối vô. Còn ở đây thì có suitcase, suitcase. Còn cô này đang đọc báo ha. Ông này cũng đang đọc báo nhưng mà ở bus stop, các bạn thấy chưa? Còn bạn này thì là đang ở cái gì đây? Window, à, nó cứ gần. Còn bạn này thì đang cầm flower với lại umbrella ha. Đó. Còn ông này thì cầm cái giỏ sách hoặc là mặc cái áo sọc drive, drive là áo sọc, áo có sọc đó ha. Rồi bây giờ cô bấm máy cho các bạn nghe. Cambridge English Flyers 1 Part 1. Listen and look. There is one example. This is a busy street, isn't it, Aunt Emma? Yes. This is the village where I live. Can you see the woman who's wearing that long scarf? The one who's walking with her dog? Yes. Do you know her? Yes, I do. That's Vicky. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. Can you see the woman who's selling flowers? Oh, yes. She's standing under a big umbrella. She's my friend. What's her name? It's Katie. And across the road, I can see her husband. The man with the striped t-shirt? Yes, that's him. He's got a big shopping bag. Is he going to the supermarket? I think so. His name's David. He's very friendly. Can you see the man who's reading the newspaper? Oh, yes. The one who's waiting at the bus stop. Is he a businessman? Yes. That's Richard. He lives near me. And who's that man? That man who's washing his car? Sorry, I don't know him. No, the other man. The one with the suitcases. Oh, that man on the bridge? That's Paul. Is he going on holiday? Yes, I think so. And do you see the woman with the red sweater? Yes, she's standing at the corner of the street. No, not her. The one who's washing the windows. Oh, yes. Do you know her too, Aunt Emma? Yes, her name's Claire. She comes and cleans mine too. She works really hard. She's amazing. Now
Now listen to part one again. Okay, nghe và kiểm tra đáp án nhé. Can you see the woman who's selling flowers? Flowers? Oh, yes. She's standing under a big umbrella. Umbrella? She's my friend. What's her name? It's Katie. Katie. And across the road, across? I can see her husband. Husband. The man with the striped T-shirt. Yes, that's him. He's got a big shopping bag. Is he going to the supermarket? I think so. His name's David. David. He's very friendly. Can you see the man who's reading the newspaper? The man reading. Oh, yes. Newspaper. The one who's waiting at the bus stop. Is he a businessman? Yes. That's Richard. He lives near me. And who's that man? That man who's washing his car? Washing his car. I don't know him. No, the other man. The one with the suitcases. Oh, that man on the bridge? That's Paul. Is he going on holiday? Yes, I think so. Go holiday. And do you see the woman with the red sweater? Red sweater. Yes. She's standing at the corner of the street. No, not her. The one who's washing the windows. Oh, yes. Do you know her too, Aunt Emma? Yes. Her name's Claire. She comes and cleans mine too. She works really hard. She's amazing. That is the end of part one.